Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, sau loạt chương trình tài liệu báo chí truyền thông từ năm 1954 đến năm 1975 dưới hai chính thể Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa phần thứ 16 tuần này sẽ tiếp nối phần mở đầu về lịch sử báo chí đồng hành với người Việt tị nạn Cộng sản trên hành trình tìm tự do từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi Cộng sản cưỡng chiếm toàn cõi miền Nam Việt Nam, chấm dứt 20 năm ngắn ngủi xây dựng nền dân chủ Cộng Hòa trong dòng lịch sử cận đại Việt Nam. Nhà báo Phạm Trần sẽ chia sẻ đến quý vị nhận định của ông về tình trạng báo chí của người Việt tị nạn hải ngoại trong vai trò hướng dẫn dư luận, xiển dương ý thức và thái độ chính trị của người Việt tị nạn và phương diện truyền thông bảo vệ lý tưởng tự do, xây dựng tiếng nói vững mạnh của cộng đồng người Việt Nam. Trong phần 16 tài liệu báo chí Việt Nam qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn sau đây, chương trình do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Cái ý thức chính trị cũng như mục đích và động lực để cho người Việt tị nạn tại hải ngoại quan tâm và có những cái nỗ lực nhiều hơn về vấn đề truyền thông có phải được dẫn dắt từ một nước mà mình mất tự do, bây giờ mình phải làm sao để bảo vệ cái tự do đó? Cái điều khó đó là báo chí của Việt Nam hải ngoại chưa có khả năng hướng dẫn dư luận. Người Việt của mình ở đọc báo ở nước ngoài phần lớn là họ giải trí, họ không có tổ chức để mà giúp báo chí tạo thành một cái lực lượng chính trị để bảo vệ cái lý tưởng tự do dân chủ của người Việt tị nạn. Tôi chỉ ước mong là người Việt tị nạn của mình nhớ khi mà mình dùng chữ tị nạn thì phải hiểu là tại sao mình đi tị nạn, tức là mình phải bỏ trốn chế độ cộng sản. Bỏ trốn chế độ cộng sản mới vượt biên vượt biển tìm tự do, mới có sự hy sinh của hàng vạn người trên biển đau thương như thế. Cái giá của tự do vô giá, vì mình muốn hy sinh cho thế hệ mai sau cho nên mình mới phải vượt biên vượt biển và bảo vệ lẫn nhau lý tưởng tự do để truyền lại cho con cháu. Đây là cái lý tưởng cần phải bảo vệ dù người Việt ở bất cứ phương trời góc biển nào. Cái lý tưởng đó báo chí tôi nghĩ là cũng đã có người nghĩ đến những cái điều đó nhưng mà chưa thực hiện thành một chủ đề, chưa có thể thực hiện tạo thành một cái lực lượng cũng như đoàn thể chính trị, đảng phái của chúng ta cũng có nhưng mà chưa có đoàn kết hội tụ lại thành một lực lượng chính trị mà có thể đương đầu với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái đó là một cái yếu điểm. Báo chí của Cộng sản không có mạnh, báo chí của Cộng sản chia rẽ, trăm bề, tham nhũng thối nát là bởi vì họ chỉ có biết tuyên truyền, họ không có thông tin. Báo chí hải ngoại có thông tin nhưng mà chưa biết tuyên truyền. Cái vấn đề đó nó là như thế. Thành đã nói rằng là làm sao tạo được một cái lực lượng báo chí để bảo vệ cái lý tưởng tự do dân chủ. Có rồi đấy nhưng mà chưa hiệu lực. Chưa hiệu lực là vì chưa có sự tham gia của quần chúng, chưa có sự tham gia của các tổ chức chính trị của người Việt Nam ở nước ngoài. Đó, mà còn có gây ra nhiều sự hiềm khích lẫn nhau. Người Việt Nam mình có một cái khuyết điểm
là chỉ có đoàn kết khi bị giặc ngoại xâm, xâm chiếm đất nước thôi. Còn ngoài ra đâu đó lại xấu xé lẫn nhau. Làng báo Việt Nam ở hải ngoại cũng vậy. Chỉ có khi nào bị tấn công, ví dụ như những trường hợp của các nhà báo bị sát hại, như là anh ký giả Đạm Phong, rồi vợ chồng nhà báo Lê Chiết, rồi nhà báo Hoài Điệp Tử, khi bị tấn công như vậy thì các báo đều lên án những kẻ sát nhân. Nhưng mà lại không có tổ chức thành một cái đoàn thể để bảo vệ mạng sống của những người còn sống. Cái đó là cái khuyết điểm. Mà cái điều đó tôi chưa nhìn thấy bóng dáng ai đứng ra làm cái chuyện đó. Nó thành ra báo chí, nói là báo chí là cái cơ quan ngôn luận để hướng dẫn dư luận là rất mạnh. Nói như ông Trung tướng Nguyễn Khánh, mỗi ngòi bút là một sư đoàn. Mà lúc đó liên đoàn ký giả của chúng tôi ở Sài Gòn cả hàng mấy trăm người, thì mấy trăm sư đoàn. Nói là nói như thế thôi, chứ thật sự sức mạnh của báo chí không nhiều. Không nhiều là vì mình còn chia rẽ, cũng như ở trong cộng đồng của mình. Tại sao cộng đồng mình chưa thành một tổ chức duy nhất ở nước Mỹ? Chưa thành một tổ chức duy nhất ở nước Mỹ. Một có nơi, một cộng đồng có hai tổ chức cộng đồng. Rồi ở California, ở Houston, ở nhiều nơi trên nước Mỹ này, mỗi nơi có hai ba tổ chức cộng đồng. Tại sao như thế? Nhưng mà lại không có tổ chức nhà báo. May mắn là như thế. Tiếp tục chương trình hôm nay, Minh Thúy mời quý vị theo dõi tiểu sử ký giả Lão Thành, Nguyễn Tú. Kính thưa quý vị, Nguyễn Đình Tú thường được các bạn thân gọi ông là Nguyễn Tú hoặc là Tú Hai, sinh ở Hà Nội vào ngày 26 tháng 12 năm 1924. Ông là ký giả chiến trường được trọng vọng và là biên tập viên của báo Chính Luận, tờ báo có ảnh hưởng nhất của miền Nam Việt Nam. Chưa bao giờ ông lập gia đình và không có con, ông muốn có tự do, một tự do hoàn toàn theo đuổi những đam mê báo chí, theo tiếng gọi của đời ông. Cha mẹ ông là người giàu có, là một chủ một villa lớn, chủ phân nửa một con đường Hà Nội, hơn cả chục building và 600 mẫu ruộng ở Tuyên Quang. Ngày ông còn bé, bố ông thường mời một vị sư được trọng vọng đến nhà gần như hàng tuần để bàn luận về Đạo Phật. Đạo Phật và những lời dạy của vị sư cũng đã giúp cho ông có được sự bình thản để chịu đựng những khốn khổ của 13 năm tù về sau, khi cuộc chiến kết thúc. Cha mẹ ông Tú đã cho ông một căn bản về học vấn vượt trội. Khi nhìn lại, ông thấy rằng tất cả những gì ông có đều nhờ cha ông. Cụ đã uốn nắn ông và chuẩn bị để cho ông có thể đối diện với những thực tế khắc nghiệt của Việt Nam. Muốn cho ông viết chữ đẹp, cụ đã dạy ông chữ Hán, bắt ông phải học tiếng Latin 6 năm và tiếng Hy Lạp 4 năm. Khi ở chùa, ông trở thành bạn thân của một vị sư có học vấn cao. Ông và vị sư đã khơi dậy khát vọng kiến thức trong ông. Sáng chủ nhật nào, ông cũng đến thư viện và là người cuối cùng rời thư viện. Đây cũng chính là nơi đã giúp cho ông có những hiểu biết đầu tiên về chủ nghĩa cộng sản. Sự hiểu biết đó đến từ sách. Có một lần khi đến quầy trả sách trong thư viện, ông nhìn thấy một cuốn sách viết về chủ đề Marx. Ông xin được mượn, nhưng nhân viên thư viện không cho vì đó là sách cấm. Ông Tú năn nỉ mãi, cuối cùng thì nhân viên đồng ý với điều kiện ông phải hứa là không được tiết lộ chuyện này với ai và phải đem trả lại sau một tuần. Quyển sách có một chương viết về các thuộc địa của Pháp và bàn luận vấn đề Việt Nam. Sách viết rằng tất cả các thuộc địa Pháp nên nổi dậy và hợp tác với Nga để đánh bại chủ nghĩa đế quốc. Ông nhanh chóng nhận ra rằng làm như thế chỉ là thay đổi vị trí của Pháp bằng vị trí của Nga, và suốt đời ông chống đối chủ nghĩa cộng sản. Căn bản học vấn của ông là một căn bản học vấn Pháp vượt trội. Từ năm 1939, lúc ông 15 tuổi,
ông vào học một trường Pháp có tiếng nhất ở Đông Dương là trường trung học Albert Schout, được thiết lập từ năm 1919. Tất cả những giáo sư giảng dạy đều đến từ Paris và tốt nghiệp từ những đại học lớn ở Pháp. Trường đặt tiêu chuẩn học vấn rất cao và những giáo sư đã mở mang đầu óc ông về dân chủ và những lý tưởng của cuộc cách mạng Pháp, như những vấn đề tự do, độc lập và quan trọng nhất là nhân quyền. Học ở Albert Schout cũng tạo ra một sự mâu thuẫn trong ông. Người Pháp đã dạy cho ông những quan niệm quan trọng về dân chủ và nhân quyền, đã cho ông một căn bản giáo dục vĩ đại. Nhưng Pháp muốn Việt Nam phải là một thuộc địa. Việc giải phóng đất nước ông đồng nghĩa với việc ông phải đấu tranh và giết những người bạn Pháp. Ông Tú nói rằng đây là sự khác biệt giữa ông và Cộng sản. Những ảnh hưởng thấm nhuần của ba nền văn hóa, từ đạo Khổng qua cha ông, từ chủ nghĩa tự do của Pháp qua những giáo sư dạy ông, và từ Phật giáo qua những vị sư, đã khiến cho ông thấy được những cái tốt của Pháp, tuy vẫn muốn giải phóng đất nước ông khỏi ách thực dân. Tin rằng chủ nghĩa Cộng sản là con đường lầm lạc cho Việt Nam, ông cố tìm một triết lý khác để có thể áp dụng vào việc cai trị đất nước ông. Nhiều năm sau, một số bạn ông ở miền Bắc đã nói với ông: "Anh Tú, anh đúng rồi, đi theo Cộng sản, chúng tôi đã chọn sai."